Rồi xin chào mấy anh em ha, xin giới thiệu với mấy anh em đây là cá mẹt bẫy đi bẫy để bẫy bìm bịp ha, mình bẫy bìm bịp giả để bẫy bằng bìm bịp giả hoặc bẫy nhái á, bẫy nhái hoặc bẫy bìm bịp giả, bẫy bằng lo anh em. Thì cái mẹt này thì đang là mẹt vuông ha, mẹt thì anh em nhìn anh em đi bẫy bìm bịp cứ dính nhiều khi một hai con là vô là dính luôn bình thường anh em, dính được hai con là bình thường á, xin bẫy bìm bịp. Thì cái mẹt này á, thì hiện tại thì mình bán cũng rất là nhiều, anh em xài cũng rất là nhiều, anh em chơi bẫy bìm bịp cũng rất là nhiều ha. Thì bẹp này bẫy bẹp mà mẹt này á, thì giá 250 anh em. Thì anh em cần thì em liên hệ ha, lưu số điện thoại dưới mình để với màn hình clip, nội dung clip để anh em liên hệ. Và nhắn tin qua Zalo số đó nha. Thì bên mình là giá hàng toàn quốc anh em. À, mình phụ kiện mình đi gần anh bẫy thép, mình bán rất là nhiều phụ kiện. Khi gần phụ kiện sang Bắc thì anh em có nhu cầu cái phụ kiện nào thì cứ alo cho mình, alo trực tiếp cho mình ha, để mình đóng hàng gửi cho anh em. Phụ kiện bên mình xài cũng rất là ok ha, anh em nhìn anh em xài. Rồi mình cũng có bán bìm bịp giả luôn nha anh em, bìm bịp giả là 190.000 một con ha, bìm bịp nhồi keo á. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip sản phẩm bên mình, ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều từ thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ phụ kiện anh bẫy thép nha. Sẵn lên hàng rồi cái này giao hàng rồi sẵn rồi mình ấy luôn ha.